Hiện tại bây giờ thì shop app của mình đã cập nhật thêm Tân Hoàng Quy. Anh em lên Google search shop monsu.com hoặc đơn giản chỉ là shop monsu thôi thì cũng dễ dàng có thể tìm kiếm được shop app của mình. Đấy, ngay đầu tiên luôn. Khi mà vào đây thì anh em có thể bấm vào phần phân loại game để chọn Tân Hoàng Quy. Trên hiện tại bây giờ shop app của mình vẫn hoạt động như trước giờ. Đấy, có giao bán app và hỗ trợ mọi người cách tìm mua những cái app game mà mọi người mong muốn. Với giao bán app thì mọi người có thể liên hệ phải trực tiếp Facebook cho mình. Sau đó mình sẽ cung cấp cho anh em những thông tin cần thiết để mọi người có thể đăng bán app lên trên shop app của mình. Trên shop app của mình tuyệt đối sẽ không yêu cầu các bạn cung cấp tài khoản khi mà đăng bán app nhá. Còn đối với những anh em mua app thì có thể lên shop app vào phần phân loại game, chọn vào cái mục Tân Om Zimbabwe để tìm mua những cái app game mà các bạn mong muốn. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em tiếp tục lách kỹ năng của các vị tướng tiếp theo là update trong cái bản update mới nhất của bản của bản Đài Loan chứ không phải bản Việt Nam. Nhưng mà một trong bốn con này chính là Hoa Đà. Lần trước thì mình đã quên lách cho anh em con Quan Vũ và con Hạo Đôn rồi. Đấy, thì chỉ còn thiếu hai bé thôi, chính là Hoa Đà và Lữ Mông. Mà có một sự thật mình thú thật với mọi người là mình đã đá hết tất cả các arc top rồi, thì nó là con duy nhất trong 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 các arc top sở hữu dùng khi mà lên bạch kim, cũng như là Quan Vũ, Hạ Hầu Đôn hay là Lữ Mông, mình đều không biết team nào dùng, không thấy ai dùng cả. Tuy nhiên có ông dùng cả Hoa Đà, nghĩa là con này phải có gì đó đấy. Nên là hôm nay chúng ta cùng lấy kỹ năng của mình. Kỹ năng lên bạch kim của nó tên là Thần Nông Bất Tử. Thức tỉnh ở đầu trận, nó nghĩa là vào trận cái là nó thức tỉnh luôn. Đấy, khi mà thức tỉnh sẽ nhận một cái hộ thuẫn có thể miễn 20% sát thương. Tỷ lệ hồi máu của bản thân tăng 50% khi có hộ thuẫn. Đồng thời, tỷ lệ bạo kích tăng 30%. Lý giải một chút. Chúng ta sẽ có nhận một hộ thuẫn miễn 20% sát thương. Hộ thuẫn này không phải là cho đồng minh mà là cho bản thân nó. Đó. Tiếp theo, khi mà nó bút máu mà bản thân đang có hộ thuẫn thì tỷ lệ bút máu sẽ tăng 50%. Cái này là có lợi cho team, bởi vì nó bút máu cho team mà Hoa Đà mà. Thì kia bút máu mà nếu như nó có hộ thuẫn thì là nó sẽ bút 50% luôn. Mà nói chung là cái trạng thái thức tỉnh, cái trạng thái hộ thuẫn này của nó vào trận là có luôn mà lại không có hạn chế về thời gian, nên là nói chung là cái dòng nó hơi thừa đấy. Nó thẳng ra là nó bút thì sẽ có 50% và có hộ thuẫn là sẽ bút là sẽ tăng 50% khi mà nó thức tỉnh. Thẳng thắn là nó là như vậy. Đồng thời tỷ lệ bạo kích tăng 30%. Cái tỷ lệ bạo kích này trong bút máu thì tôi không rõ lắm, nhưng mà hình như là nếu như mà bút máu mà có bạo kích thì lượng cái lượng bút máu sẽ nhiều hơn hay sao ấy. Cái này tôi cũng không rõ lắm, không biết có đúng không, nhưng mà hình như là vậy, như là có. Tính ra thì kỹ năng của con tướng này thì làm nó bút máu tốt hơn này, tận 50% cơ mà, chắc chắn bút máu tốt hơn. Nhưng mà hộ thuẫn thì chỉ cho một mình nó, nghĩa là cũng thể giảm 20% thương thì nó cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà cái hộ thuẫn này chỉ giúp cho nó chống chịu tốt hơn một chút thôi. Đấy, tôi cũng không hình dung là nếu với bộ kỹ năng như thế này thì tại sao mà một vài ông top ở bên server nước ngoài người ta lại sử dụng nhỉ. Hoa Đà nó đâu phải là con tướng kỹ năng thì nó quá là mạnh đâu, trong khi team họ còn chưa mắc bạch kim, team họ chỉ có hai con bạch kim thôi. Mà nó là con mà ông ấy lựa chọn để sử dụng. Tôi cũng không hiểu nó mạnh ở chỗ nào. Tôi chưa hình dung ra kỹ năng con này mạnh thế nào. Thật ra là team quần là một cái team mà tôi cũng không thích, chưa dùng luôn. Kỹ năng Hoa Đà tôi cũng chưa có đọc, thú thật chưa đọc, lâu lắm rồi quên rồi. Nhưng mà kỹ năng bạch kim của nó khi mà thức tỉnh tôi thấy nó bình thường, không gì đó quá là OP. Tôi không biết tại sao người ta lựa chọn dùng, nhưng chắc là do thích hoặc là thấy nó đẹp. Chứ cá nhân mình thì mình thấy nó cũng tầm trung, không ăn thua lắm. Nên là mình đánh giá nó này cũng khác chém. Không biết là theo quan điểm của những anh em đang chơi team quần, hoặc là trước giờ đã sử dụng Hoa Đà, hoặc là những anh em khác có cái cách phân tích nó tốt hơn, thì anh em thấy con tướng này nó có lợi thế khi lên bạch kim hay không, nó có đáng để sử dụng trong team không. Bởi vì rõ ràng là đến top mà người ta còn dùng được chỉ có hai ba con bạch kim thì để áp vào con bạch kim như kiểu Hoa Đà này nghe nó có vẻ là không ok cho lắm, đúng không? Anh em có thể comment và thảo luận cũng như là đánh giá về con Hoa Đà này dưới phần bình luận video đấy, thì lúc đó anh em ta sẽ cùng thảo luận với nhau. Còn tôi đánh giá quan điểm cá nhân của tôi là thấy nó bình thường đó. Rồi ok, đây là video lấy kỹ năng thôi nên là nó khá là ngắn, không có PK bởi vì mình không được sâu những hình ảnh liên quan đến các cái bản khác vào trong video. Hình ảnh tướng mình có thể sửa được chứ video thì tôi chịu. anh em thông cảm nhá. Rồi ok, video này mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.
Chắc là có lẽ còn con tiếp theo mình lấy cho mọi người con lữ mông cho nó đủ bộ nhá. Hiện tại bây giờ thì shop app của mình đã cập nhật thêm tân hoàng chi ba quy. Anh em lên Google search shop monsu .com hoặc đơn giản chỉ là shop monsu thôi thì cũng dễ dàng có thể tìm kiếm được shop app của mình. Đấy, ngay đầu tiên luôn. Khi mà vào đây thì anh em có thể bấm vào phần phân loại game để chọn tân ngon G3Q. Trên hiện tại bây giờ shop app của mình vẫn hoạt động như trước giờ. Đấy, có giao bán app và hỗ trợ mọi người cách tìm mua những cái app game mà mọi người mong muốn. Với giao bán app thì mọi người có thể liên hệ phải trực tiếp Facebook cho mình. Sau đó mình sẽ cung cấp cho anh em những thông tin cần thiết để mọi người có thể đăng bán app lên trên shop app của mình. Trên shop app của mình tuyệt đối sẽ không yêu cầu các bạn cung cấp tài khoản khi mà đăng bán app nhá. Còn đối với những anh em mua app thì có thể lên shop app vào phần phân loại game, chọn vào cái mục tân om gì bao quy để tìm mua những cái hack game mà các bạn mong muốn. Wherever love goes there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we. Wherever love goes there is also misery. It's no mystery, and you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy, when we're in too deep, and you and I, we. Wherever love goes, there is also misery, it's no mystery, and you and I, we got history, yeah. Also tragedy when we're in too deep and you and I we wherever love goes there is also misery it's no mystery and you and I we got history yeah wherever love flows there is also tragedy when we're in too deep and you and I we wherever love goes there also misery, it's no mystery, and you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy, when we're in too deep, and you and I, we. Wherever love goes, there is also misery, it's no mystery, and you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we. Wherever love goes, there.